Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Ông Zelensky lên tiếng sau khi ông Trump tuyên bố chiến thắng. Hé lộ cải tiến vượt trội trên xe tăng T-80 BVM khiến Leopard phải hụt hơi. Ba mũi xung kích Nga bảo vệ Ukraine, tiến công dữ dội ở Donetsk. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. sau khi giành được bang chiến địa Pennsylvania, ông Donald Trump đã tuyên bố thắng sớm trước bà Kamala Harris. Và chỉ sau đó ít lâu, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã lên tiếng gửi thông điệp chúc mừng ông Donald Trump về chiến thắng ấn tượng trong cuộc bầu cử và hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác. Cụ thể, trong thông điệp gửi đi ngay sau khi ông Trump tuyên bố đắc cử, ông Zelensky viết Xin chúc mừng ông Donald Trump về chiến thắng ấn tượng trong cuộc bầu cử. Tôi nhớ lại cuộc gặp tuyệt vời của chúng ta với Tổng thống Trump vào tháng 9 khi chúng ta thảo luận chi tiết về quan hệ đối tác chiến lược Ukraine-Hoa Kỳ, kế hoạch chiến thắng và cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Ông Zelensky cho biết thêm rằng, ông đánh giá cao cam kết của Tổng thống Trump đối với cách tiếp cận hòa bình thông qua sức mạnh cho các vấn đề toàn cầu. Ông Zelensky cho rằng, đây chính xác là nguyên tắc có thể thực tế mang lại hòa bình công bằng cho Ukraine và hy vọng rằng Washington và Kiev sẽ cùng nhau thực hiện. Theo đó, ông Zelensky nói, Chúng ta mong đợi một kỷ nguyên của một hợp chủng quốc Hoa Kỳ hùng mạnh, dưới sự lãnh đạo quyết đoán của Tổng thống Trump. Chúng ta dựa vào sự ủng hộ mạnh mẽ liên tục của lưỡng đảng đối với Ukraine tại Hoa Kỳ. Đồng thời khẳng định, hai bên quan tâm đến việc phát triển hợp tác chính trị và kinh tế cùng có lợi sẽ mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia. Ngoài ra, Tổng thống Zelensky khẳng định, Ukraine với tư cách là một trong những cương quốc quân sự mạnh nhất châu Âu, cam kết đảm bảo hòa bình và an ninh lâu dài ở châu Âu và cộng đồng xuyên đại Tây Dương với sự hỗ trợ của các đồng minh. Ông nói, Tôi mong muốn được đích thân chúc mừng Tổng thống Trump và thảo luận về cách tăng cường quan hệ đối tác chiến lược của Uganda và Mỹ. Tình trạng thiếu hụt nhân lực là nguyên nhân chính dẫn đến sự rút lui và sụp đổ của lực lượng phòng thủ tại địa phương ở Ukraine, mở đường cho Nga giành được chiến thắng nhanh hơn trên toàn mặt trận. Chuyên gia alex Starikov, một đại tá đã nghỉ hưu của cơ quan an ninh Ukraine SBU cảnh báo, lực lượng vũ trang của Ukraine đang gặp thách thức trong việc chống lại chiến thuật của quân đội Nga trên chiến trường. Ông cho hay, đối thủ hiện đang sử dụng các chiến thuật mà chúng ta vẫn chưa có gì để chống lại. Họ thường tấn công bao vây chúng ta từ ba hướng, buộc chúng ta phải rút lui và sau đó họ nhanh chóng tiến vào và tiến xa hơn nữa. Tất cả những điều này sẽ dẫn đến đâu trong tương lai gần? Nó sẽ dẫn đến tình huống mà chúng ta sẽ phải rút lui ngày càng xa hơn về bờ trái của sông Donep. Báo Anh Guardian dẫn nguồn từ thực địa đưa tin, các đơn vị Nga đã tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ đầu năm 2022, khiến phong tuyến của Ukraina ở khu vực phía nam Donetsk đối mặt với nguy cơ sụp đổ trong thời gian tới. Tốc độ tiến quân ngày càng tăng của Nga là bằng chứng cho thấy cuộc xung đột tiêu hao mà nhiều quan chức và nhà phân tích ở phương Tây gọi là bế tắc đã diễn ra chậm nhưng chắc theo hướng có lợi cho Moscow. Với tình trạng thiếu hụt nhân lực và các vấn đề về cấu trúc hệ thống, các lựa chọn để Kiev và các đối tác ổn định mặt trận trước lợi thế tài nguyên của Nga là hạn chế. Khu vực quan trọng nhất của tiền tuyến tính đến đầu tháng 11 này nằm ở nửa phía nam của khu vực do kiểm soát thuộc tỉnh Donetsk. Sau khi tiến nhanh qua Adipka, hướng đến trung tâm hậu cần quan trọng của Pokrovsk vào mùa hè Quân đội Nga đã chuyển hướng về phía Nam vào đầu tháng 9, cắt đứt một vùng đất rộng lớn do Ukraine kiểm soát ở phía Tây, sông Vopcha, với việc kiểm soát thành công thành phố Ukrinsk. Các cuộc tiến công tiếp theo của Nga hướng đến Pokrovsk ban đầu chậm lại vào mùa thu, dừng lại ở cổng thành phố Selidove. Trong hai tháng tiếp theo, quân đội Nga đã kiểm soát các cánh đồng ở cả hai bên sườn. Cả hai đều do các lữ đoàn Ukraine kiệt sức hơn trấn giữ. Vào đầu tháng 11, các tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía Tây Bắc Volodya đã liên tiếp sụp đổ cục bộ dẫn đến một số chiến thắng nhanh chóng nhất của Nga kể từ đầu năm 2022. Nếu không được ngăn chặn, cuộc tấn công vào vùng phía Nam Đô Nhét của Nga có thể sớm lan ra khỏi ranh giới của tỉnh này. Những đà tiến đó hiện đe dọa thị trấn Velika, Novosenka ở phía Tây và xa hơn nữa là ranh giới phía đông của các tỉnh Zaporizhia và Dnipropetrovsk. Theo thông tin cập nhật từ Bộ Quốc phòng Nga, xe tăng T-80 BVM của Nga đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn một cuộc tấn công của lực lượng Ukraine tại khu vực phía nam Donetsk. Cụ thể, các kiếp lái T-80 BVM từ nhóm tác chiến của Nga đã phản ứng nhanh chóng khi tình báo Nga phát hiện sự tập trung đầu đảo của quân đội Ukraine đang chuẩn bị cho một đợt tấn công. Trước tình thế này, các lực lượng Nga quyết định tiến hành tấn công phủ đầu bằng hỏa lực chính xác từ vị trí chiến lược, gây tổn thất đáng kể cho Ukraine về nhân sự và trang thiết bị. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, kiếp xe T-80BVM lập tức rút lui về vị trí an toàn, tránh nguy cơ bị phản công bởi pháo binh Ukraine. Trong giai đoạn này, các xe tăng vẫn duy trì sẵn sàng chiến đấu và được bổ sung đạn dược, phòng trường hợp cần tái triển khai. Vào tháng 9 năm ngoái, quân đội Nga đã đưa hàng loạt xe tăng T-80BVM mới ra chiến trường. T-80BVM là phiên bản hiện đại hóa của xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 do Liên Xô phát triển Mục tiêu chính của việc nâng cấp T80BVM là nâng cao khả năng chiến đấu của xe tăng và kéo dài thời gian hoạt động. T80BVM có trọng lượng chiến đấu khoảng 46 tấn, xe tăng được trang bị động cơ tô biên khí, tạo ra công suất 1.250 mã lực cho phép di chuyển với tốc độ tối đa 80 km h trên đường trường và 45 km h trên địa hình, phạm vi hoạt động 500 km. Xe tăng có tổ lái gồm 3 người, bao gồm chỉ huy, xạ thủ và lái xe kênh Telegram của công ty Uravozon Ravov, một thành viên của tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, đơn vị sản xuất xe tăng lớn nhất của Nga, đã cung cấp một vài thông tin quan trọng về những chiếc xe tăng nói trên. Những cải tiến được thực hiện dựa trên kinh nghiệm sử dụng phương tiện trong các trận chiến thực sự, gói nâng cấp nói trên đã được chứng minh làm tăng khả năng đáng kể tồn tại của xe tăng. Ưu điểm lớn nhất của những chiến xa này lắp đặt động cơ thua biên khí công suất 1.250 mã lực đầy mạnh mẽ, khiến chiếc T-80 BVM gần như im lặng khi di chuyển về phía đối phương để tung đòn tấn công quyết định. Những lời chia sẻ từ các binh sĩ Nga đã góp phần làm rõ lợi thế của T-80 so với các xe tăng khác. Trong một cuộc phỏng vấn cuối năm 2023, một chỉ huy Nga chia sẻ về lần chạm trán xe tăng Leopard do Đức sản xuất trên chiến trường. Theo vị chỉ huy này, trong khi Leopard gặp khó khăn ở địa hình lầy lội, động cơ tô bin khí của T-80 giúp nó di chuyển linh hoạt trên mọi loại địa hình phức tạp. Chỉ huy này cho biết, Leopard thường xuyên bị kẹt trong bùn. Xe chúng tôi với động cơ tô khí vượt qua mọi chướng ngại vật kể cả chiến hào và bông khe của đối phương trong điều kiện thời tiết khó khăn. Điểm mạnh của T-80 còn nằm ở động cơ tô binh khí, tương tự như xe tăng M1 Abram của Mỹ, tạo ra sức mạnh vượt trội để vượt qua các địa hình đa dạng một cách nhanh chóng. Khả năng này là một lợi thế chiến lược trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine, nơi địa hình thay đổi và phức tạp. Theo Kiev Independent, mới đây Ngoại trưởng Đức Anna-Lena Baerbock đã có mặt tại thủ đô Kiev của Ukraine đây là lần thứ 8 bà bốc tới Ukraina kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Trong cuộc gặp, hai bên thảo luận về hỗ trợ quân sự và đầu tư quốc phòng cho Ukraina cũng như những thách thức mà Ukraina phải đối mặt trước mùa đông. Tại cuộc trò chuyện, tổng thống Ukraina Zelensky nói: "Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ quân sự và tài chính đáng kể mà chính phủ Đức dành cho Ukraina. Chúng tôi tin tưởng Đức sẽ tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ quốc phòng cho Ukraina trong năm tới." vì điều này cực kỳ quan trọng đối với chiến thắng của chúng tôi. Trong khi đó, bà Ba ở Bốc cho biết, Đức đang cùng Kiev chống lại đối thủ thông qua các nỗ lực nhân đạo. Đức sẽ giúp người dân Ukraine vượt qua mùa đông khó khăn sắp tới, đồng thời đảm bảo Ukraine có thể bảo vệ an ninh quốc gia. Truyền thông địa phương cho biết, Kiev được dự báo sẽ phải đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt khi Nga liên tục công kích cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong thời gian qua. Kể từ mùa đông năm 2022, Đức đã luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp hỗ trợ năng lượng cho Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Đức tuyên bố sẽ cấp thêm 200 triệu euro, khoảng 218 triệu đô la Mỹ cho Ukraine trong một đồng thứ ba của cuộc xung đột. Bà phát biểu tại cuộc họp với người đồng cấp Ukraine, Andriy Sibiha rằng số tiền này sẽ được hỗ trợ cho những ngôi nhà gần tiền tuyến, không có nguồn cung cấp năng lượng, cũng có thể nhận được nhiên liệu và người dân Ukraine có thể được cung cấp những nhu yếu phẩm như chăn hoặc áo khoác để bảo vệ họ khỏi nhiệt độ đóng bằng. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình mới đây, ông Andriy Zermak, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết Kyiv không đàm phán trực tiếp với Nga về lệnh ngừng bắn năng lượng nhưng sẵn sàng cho một nước thứ ba làm trung gian thực hiện các cuộc đàm phán về công thức hòa bình. Theo Kyiv Independent, ông Zermak đưa ra tuyên bố này để đáp lại nhiều ấn phẩm truyền thông đưa tin Kyiv và Moscow đang thảo luận sự bộ về việc cùng nhau ngừng tấn công vào các cơ sở năng lượng. Lữ đoàn cơ giới độc lập số 100 của lực lượng mặt đất thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được xe chiến đấu bộ binh IFV M2 Bradley trong đợt viện trợ quân sự mới từ Mỹ. Những bức ảnh liên quan đã được cơ quan báo chí của lữ đoàn công bố. Được biết, những chiếc IFV nói trên đã được đưa vào biên chế cho tiểu đoàn cơ giới số 1. Đánh giá qua các bức ảnh được công bố, lữ đoàn 100 đã nhận được phiên bản tiêu chuẩn của MA2A Bradley ODSSA dành cho quân đội Ukraine với bộ giáp phản ứng nổ Brad đặc trưng. Nhìn bên ngoài, MA2A ODSSA có thể được phân biệt với các phiên bản cũ nhờ camera của người lái ở phần trước thân xe. Điều đáng chú ý MA2A cũng có camera tương tự. Tuy nhiên, xe chiến đấu bộ binh của Ukraine không có kính ngắm mới nhất dành cho trường xe. Điều này cho thấy người Mỹ đang chuyển giao phiên bản MA2A ODSSA. Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hơn 300 xe chiến đấu bộ binh Bradley, nhiều hơn đáng kể so với một số phương tiện chiến đấu bọc thép khác như xe tăng Abram. Mỹ chỉ gửi cho Ukraine 31 xe tăng Abram Xe chiến đấu của bộ binh Bradley được tạo ra để đáp trả các phương tiện chiến đấu bộ binh của Liên Xô và được đưa vào phục vụ trong những năm 1980. Bradley không phải là phương tiện bọc thép tiên tiến nhất, nhưng chúng linh hoạt và có khả năng cao. Đại tá Hamid de Breton Gordon, cựu chỉ huy lực lượng hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân của Anh, nói rằng số lượng đáng kể trên đem lại cho Ukraine khả năng sử dụng xe Bradley hiệu quả hơn nhiều so với khi sử dụng xe tăng. Có đủ vũ khí là điều quan trọng với quân đội, vì như vậy họ mới có thể sử dụng những vũ khí này linh hoạt hơn. Ông Dobretton Gordon cho biết rằng ở Ukraine, xe chiến đấu bộ binh Bradley đã được sử dụng chống lại bộ binh trong Bonke, xe chở quân, máy bay không người lái UAV và thậm chí cả những xe tăng hàng đầu của đối phương. Mới đây trên chiến trường Kursk, trong chiến dịch tấn công, một máy bay không người lái FPV của Nga đã lao vào chiếc Bradley, nhưng phương tiện chiến đấu đã được cứu nhờ chiếc lồng thép chống máy bay không người lái khiến chiếc FPV bị bắt kẹt. Sau đó, một quả tên lửa chống tăng ATGM đã bắn trúng phần mặt trước của chiếc IFV, nhưng phương tiện chiến đấu vẫn sống sót và tiếp tục di chuyển. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Shishky, vừa cho biết Ukraine đang phải đối mặt với một trong những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện. Tốc độ tấn công ngày càng tăng của Nga là bằng chứng cho thấy cuộc xung đột tiêu hào mà nhiều quan chức và nhà phân tích ở phương Tây gọi là bế tắc, đã diễn ra chậm nhưng chắc theo hướng có lợi cho Moscow. Với tình trạng thiếu hụt nhân lực và các vấn đề về cấu trúc hệ thống, các lựa chọn để ký ép và các đối tác ổn định mặt trận trước lợi thế tài nguyên của Nga là hạn chế. Khu vực quan trọng nhất của tiên tuyến tính đến đầu tháng 11 này nằm ở nửa phía nam của khu vực do Ukraine kiểm soát thuộc tỉnh Donetsk. Sau khi tiến nhanh qua Adipka, hướng đến trung tâm hậu cần quan trọng của Pokrov vào mùa hè, quân đội Nga đã chuyển hướng về phía nam vào đầu tháng 9 cắt đất một vùng đất rộng lớn do Ukraine nằm giữ ở phía tây sông Vocha với việc chiếm thành công thành phố Ukrainsk. Các cuộc tiến công tiếp theo của Nga hướng đến Pogrov ban đầu, chậm lại vào mùa thu, dừng lại ở cổng thành phố Seledov, nơi lữ đoàn vệ binh quốc gia số 15 tương đối non trẻ đã tiếp quản việc phòng thủ thành phố khai thác mỏ, từng là nơi sinh sống của hơn 22.000 người này. Tuy nhiên, trong hai tháng tiếp theo, thay vì tấn công Seledov, quân đội Nga đã chiếm giữ các cánh đồng ở cả hai bên sườn, cả hai đều do các lữ đoàn Ukraine kiệt sức hơn chấn giữ. Trong khi đó, cuộc phòng thủ kéo dài gần 2 năm ở pháo đài Vuledat đã kết thúc khi quân đội Nga chiếm được thành phố này vào những ngày đầu tháng 10. Tổn thất nặng nề và các cuộc tiến công liên tục của Moscow đã buộc lữ đoàn cơ giới số 72 của Ukraine và các đơn vị trực thuộc khác phải rút khỏi thành phố qua các cánh đồng tràn ngập UAV Nga. Vào đầu tháng 11, các tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía Bắc, Vuleda đã liên tiếp sụp đổ cục bộ, dẫn đến một số chiến thắng nhanh chóng nhất của Nga kể từ đầu năm 2022. Xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Ukraine, lực lượng Nga đã tiến hơn 10 km về phía Bắc qua thảo nguyên rộng mở, đưa họ đến gần hơn với con đường chính dẫn vào thành phố Kurakhov. Kurakhov, nơi có nhà máy nhiệt điện lớn đã hoạt động trở lại vào đầu năm 2024, hiện đang bị bảo vệ từ ba phía. Nếu không được ngăn chặn, cuộc tấn công vùng phía Nam Đô của Nga có thể sẽ sớm lan ra khỏi ranh giới của tỉnh này. Những cuộc tấn công đó hiện đe dọa thị trấn Velika Novos Novosika ở phía Tây và xa hơn nữa là ranh giới phía Đông của các tỉnh Zaporizhia và Donetsk. Mặc dù tiên tuyến đã thay đổi mạnh mẽ ở phía Nam Donets, nhưng đây không phải là khu vực duy nhất của tiên tuyến mà những thành quả gần đây của Nga gây lo ngại nghiêm trọng cho lực lượng phòng thủ của Ukraine. Ở phía Tây Bắc, Porov, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở hai thành phố Torres và New York, nơi lực lượng Nga tiếp tục đạt được những thành quả nhỏ, tiến dần qua những con phố đổ nát. Trong suốt mùa xuân và mùa hè, lực lượng phòng thủ Charibza của Ukraine chỉ cách thành phố Bakhmut bị phá hủy 5 km về phía Tây, dường như là một điểm sáng tương đối trên tiền tuyến. Ở đó, lữ đoàn cơ giới số 24 dọc kinh nghiệm của Ukraine đã giữ cho lực lượng Nga gần như đứng yên ở rìa phía Tây của thành phố trong nhiều tháng được hỗ trợ rất nhiều bởi hàng gia phòng thủ là kênh đào Siversky Donetsk Donbass. Nhưng sau những áp lực liên tục, lực lượng Nga đã vượt qua kênh đào vào giữa tháng 10. Nếu họ có thể củng cố sự hiện diện ở phía tây kênh đào và tiến xa hơn, quân đội Nga có thể thu hẹp khoảng cách đến các thành phố Slovian, Kramatov và Druzhkivka. Theo RT hồi tháng 8, Ukraine đã triển khai một số đơn vị được trang bị tốt nhất để xâm nhập vào vùng Kursk của Nga, Moscow cho hay lực lượng Ukraine đã bị ngăn chặn, không thể tiến sâu vào lãnh thổ Nga và đang bị đánh bật. Việc đạn mìn là một phần nỗ lực lớn hơn của Nga nhằm phá hoại các tuyến tiếp tế của Ukraine và bao vây quân đội kỳ ép. Đoạn video do máy bay không người lái ghi lại và được quân đội Nga công bố cho thấy một hàng rào thép gai và kim tự tháp bê tông chống tăng dường như đã bị một phương tiện phá mìn phá hỏng. Hai binh sĩ bị lỗ hỏng trên trước đó đã giao tranh với lính gác Ukraine đồn trú gần đó. Họ tìm thấy một gói mìn chống tăng và đã nhanh chóng triển khai. Theo hình ảnh ghi được, những binh sĩ này đã đặt mìn ở lỗ hỏng. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, hành động này đã khôi phục biên giới tại địa điểm cụ thể đó. Trước đó, những binh sĩ Nga khi cố tránh sự truy đuổi của UAV Ukraine tại mặt trận Kursk cũng bất ngờ vướng phải bậy răng rồng. Những chứa ngại vật chống tăng xuất hiện một cách bí hiểm tại đây. Người dùng trên mạng xã hội kỳ nhận sự xuất hiện khó hiểu của chứng ngại vật răng rồng trên một số con đường ở tỉnh Kursk. Người ta đồn rằng những bệnh răng rồng này là do lực lượng phá hoại ngầm của Ukraine răng ra. Thực ra những khối bê tông hình kim tự tháp dùng để cản xe tăng này không phải là điều lạ trong xung đột vụ trang Nga Ukraine. Cả hai bên tham chiến đều sử dụng chúng để làm chậm đa tiến của xe tăng và xe cơ giới của đối phương. Tuy nhiên, các kênh Telegram thời điểm đó nhận thấy những chứa ngại vật này đã được đặt vào ban đêm bên phần biên giới của Nga trên những con đường mà quân Nga hay đi qua. Cụ thể kênh Telegram bốn mươi 1945 có tới 230.000 người theo dõi. Viết những kẻ lạ mặt đã đặt bẫy răng rồng ở phía sau, trên những con đường sơ tán mà xe ô tô con có thể lao nhanh để tránh các UAV cảm tử. Họ nghi đây là tác phẩm của các biệt đội phá hoại ngầm của Ukraine. Các chứng ngại vật răng rồng chống tăng hình kim tự tháp bằng bê tông cốt thép thường xuyên được cả Nga và Ukraine sử dụng để làm chậm tốc độ di chuyển của xe tăng và bộ binh cơ giới của đối phương đồng thời là một đặc điểm chung của cuộc xung đột kéo dài giữa hai bên